đúng không? Cái đó là những cái thì khi bây giờ tôi mới nói quay đi trở ngược là tại sao ông Obama đến Việt Nam, mẹ dân Việt Nam, Obama USA, tại vì mẹ cái ông lãnh đạo ông biết giữ cái thể diện. Mấy người ta ngồi tới đâu, người ta từ cái áo cái quần người ta biết cài cái nút, người ta ngồi xuống, người ta đứng lên, người ta cởi cái nút ra, đứng phát biểu ra vô tư thế tác phong điềm đạm, rồi đi đến cái nước đó người ta nghiên cứu về cái văn hóa lịch sử. Mẹ ông Trump ông đi đến Việt Nam cái là bà chân bà chịu. Ok, còn Obama tới Việt Nam bún chả, cà phê sữa đá, đã vậy còn đi vòng vòng ở ngoài đường bắt tay mọi người, rồi dân Việt Nam gặp Obama lần sau cứ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ nói hồi xưa bọn Mỹ nó ác lắm, tôi hỏi quý vị cái thế hệ sau này nó tin Mỹ ác không? Mẹ nhìn cái ông lãnh đạo nói như vậy sao nói nó ác, ai tin? Giờ hỏi tôi hỏi quý vị, con của quý vị mà năm 10 tuổi bây giờ hỏi nói Mỹ ác lắm quý vị tin không? Trừ khi nào đó nhồi sọ đó, chứ nó mà lên YouTube mẹ nó coi video phim hoạt họa cartoon rồi Marvel Captain America rồi này kia Spider-Man rồi xong nó coi rồi quý vị nói mấy Mỹ nó ác lắm ai tin? Thấy không, Obama đến giờ có nhắc hoài mẹ cái bà bún chả ở ngoài đó, bả lấy cái kiến bả lộng lại cái chỗ Obama ngồi xong bả chụp cái lồng lại, mẹ giống như là báo vật quốc gia đã chụp tấm hình treo lên để đó luôn. Cái quán bún chả này là mẹ tổng thống Obama tới đi ăn à, ô thành đóng kiến lại luôn mới ghê. Thấy không đó quý vị anh chị em, thấy không, tức là những cái rất là cái đó là chỉ cần một cái ấn tượng thôi. Ảnh đi qua cái Việt Nam cái bún chả cà phê sữa lá, người ta chỉ đơn giản có vài câu hay lòng cho một chỉ trong vòng có 3 phút, mẹ bà chân bà chịu Việt Nam, đến giờ dân chúng Việt Nam nhắc hoài luôn. Thậm chí bây giờ nhiều người ở Việt Nam mà mẹ đội nón Make American Kick Again 2020 rồi cũng chạy ngỏng ngỏng mặt lên trời, mẹ đội nón Mỹ đế khoái lắm, có cái lá cờ Mỹ đỏ đỏ nó mới chịu. Hay là Donald Trump 2020, nhiều người ở Việt Nam xin đó, thấy cái nón đó khoái đó, nó đó 10 mấy đồng 20 đô gì đó, đồ ở bên Mỹ mà về cho cái nón đó mẹ là đội đi uống cà phê liền á, khoái lắm. Cái hình ảnh mấy cái sứ mạng của lãnh đạo là gì? Cái sứ mạng của lãnh đạo là đi làm cho cái hình ảnh quốc gia nó đẹp, nghe người ta không cần biết, người ta thấy cái ông lãnh đạo người ta thấy. Rồi giờ tôi nói quý vị nè, bây giờ đến thủ tướng của Canada ông Trudeau, đúng không? Có nhiều người Việt Nam mẹ Sóc Trăng Cà Mau biết con mẹ gì cái nước Canada, nhưng mà nội thấy cái hình ảnh mẹ có ông thủ tướng về mẹ chạy bộ kênh Nhiêu Lộc ngồi uống trà đá là khoái rồi bác, thiệt thật sự như vậy mẹ về đó không. Thủ tướng Canada chạy bộ kênh Nhiêu Lộc ngồi trà đá dĩa hè nói chuyện thân thiện dễ thương quá. Mẹ có nhiều người mẹ có đời nào sống Canada đâu, nhưng mà bây giờ nghe nói mẹ ông thủ tướng đẹp trai dễ thương mẹ thân thiện, nó là cái bộ mặt. Nếu người ta đi đâu ra ngoài người ta lịch thiệp, người ta đồ quần áo ai như tự nhiên cái kiểu không còn như tổng bí thư giản dị trong áo bị lủng bên tay trái, mẹ lụm cái áo giống như xe ôm ở đâu cái mặt vô cái ngồi chụp đó là hô giản dị. Ok, anh giản dị thí dụ như thà anh mặc bộ đồ truyền thống hay quốc mẹ nó cái áo bà ba mang đôi dép guốc giống mấy cụ đồ ngày xưa đi. Ok, còn nói ông này ổng lâu lâu ổng cũng thay đổi kiểu phong cách, ai mà nhìn ai chấp nhận cái kiểu đó. Tại sao đến bây giờ Obama vẫn mẹ là ấn tượng đẹp đối với Việt Nam? Mặc dù mẹ mấy chục năm, mười mấy năm không qua, nhưng mà qua một cái là Obama liền. Ông Trump ra, mẹ mặc dù không có thấy ông Trump, mẹ ông Trump không biết chiếc nào ông Trump, mà mẹ ra cầm cờ Mỹ kính đường hết.